Hello, hello, em xin chào các bác các anh lại quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, shop em hôm nay lại về rất là nhiều mẫu giày tây mới nha. Đó, mẫu đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác đó là một em đến từ thương hiệu Bewick ha. Một thương hiệu khá là xịn sò này các bác. Thiết kế của em nó là da lộn ha, màu này là màu nâu đất, rất là sang luôn các bác nha. Đó, dòng da lộn này thì mình vệ sinh bằng cách mình giặt nước thôi, cho nên mà rất là tiện lợi, không phải đánh xi nha. Và bộ đế của em này thì được khâu Gucci rất là xịn sò, có chống trơn sẵn rồi các bác nha. Trời ơi, thương hiệu này quá xịn sò luôn. Dòng này thì nói chung là nồi đồng cối đá luôn nha các bác, bao bền bao chắc luôn đấy. Bewick 1707 nha các bác. Đó, dòng này mua mới cũng mười mấy triệu đấy các bác ơi. Đây, thông số và mã code đầy đủ ha. Em này thì được sản xuất tại Made in Spain, Tây Ban Nha các bác nha. Đó, size chuẩn là size 8, là tương đương size 42 các bác nha. Màu nâu đất rất là đẹp luôn. Đó, dòng này khâu zin rất là chắc chắn rồi các bác nha. Đó, nói chung là dòng này băng cực bền luôn đấy các bác. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là C115, size 41.5 trên 42 chân thon các bác nha. Nếu các bác nào mà trên 41.5 thì sẽ mang thoải mái hơn ha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là C115, size 41.5. Và shop em đang bán tri ân với giá là 1,7 triệu thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Đó, bên trong lồng vàng đẹp lắm các bác ơi. Đó, thương hiệu Bewick 1707. Đó, bây giờ dòng này rất là hiếm rồi. Trên thị trường là mẫu này rất là hiếm, không còn đâu. Rồi, và mẫu tiếp theo em lên cho các bác đó là một em dáng công sở nữa ha. Bác nào mà hay lên quần tây hay đồ vest á, thì rất là sang trọng và lịch sự ha. Form trơn đơn giản và thiết kế của em này là dáng ốc phót rất là gọn chân luôn ha. Bộ đế của em thì được một thiết kế và bộ đế da và đã được khâu rất là chắc chắn rồi ha. Có chống trơn trước và sau luôn rồi các bác nha. Chủ shop họ mang rất là cẩn thận, họ đã dán trước dán sau luôn rồi. Và em này thì size chuẩn là size 41 các bác nha. Đó, bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu và mã code đầy đủ ha. Rất là xịn sò, lòng trong phun da, rất là đẹp. Và size chuẩn của em là size 41 các bác nha. Và shop em đang bán với giá tri ân là 800k thôi. Đó, bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em nha. Mã số chốt hàng của em này đó là C113, size 41. Và shop em đang bán với giá là 800k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì gọi điện thoại trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em Dr. Monchap. Monchap này là Monchap 2 khóa nha. Thiết kế của em nó là 2 khóa Monchap rất là gọn này các bác. Form này rất là gọn nha. Đó, độ mới cũng còn khá là cao luôn. Và em này thì có size chuẩn là size 39 thôi. Size 39 thôi các bác nha. Rất là thon gọn luôn. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu bên trong nè. Rất là xịn, da rất là mềm ha. Rất là mềm và thoải mái luôn các bác ơi. Đây, rất là dày luôn. Và size chuẩn của em nó là size 39 ạ. Và mã số chốt hàng của em này đó là C109, size 39. Và shop em đang bán với giá là 550k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì có thể chụp màn hình và gửi qua Zalo cho em hoặc là gọi trực tiếp cho em cũng được ha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em dáng derby nữa ha. Em này dòng 2m hàng thủ công các bác nha. Đó, dòng này em cầm lên tay rất là chắc chắn luôn. Tại vì bình thường là dòng thủ công là họ sẽ làm rất là tỉ mỉ từng cái đường may đế này các bác, may đế da này. Đó, rất là dày dặn luôn. Dòng này thì nói chung là bao bền luôn các bác. Những em hàng thủ công là em bao bền cho các bác mấy năm luôn đấy. Dòng da này thiết kế của em nó là hơi bóng nha. Đó, dòng da bóng nha. Đó, dòng này thì mình không phải đánh xi nhiều đâu, mình chỉ cần lau bằng khăn khô thôi. Em này cũng đã bóng lắm, là bóng rồi, rất là bóng luôn. Em này thì đến từ một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng này các bác. Đây, thương hiệu dập bên trong này. Đó, một nguyên một dàn tiếng Anh luôn. 1877 nha các bác. Đó, rất là xịn sò. Đó, một hàng thủ công nha. Đó, rất là chắc chắn luôn. Em này thì mua mới cũng mười mấy triệu rồi, không có rẻ đâu. Bình thường hàng thủ công là hàng đặc thôi các bác. Đó, hàng đặc mới có thôi. Rất là xịn sò ha. Và em này thì size chuẩn là size 41 các bác nha. Form này lên quần tây đồ vest thì rất là sang luôn. Da bóng này, mình chỉ cần lau qua thôi cũng là bóng rồi ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là C107, size 41. Và shop em đang bán giá tri ân là 1,2 triệu thôi. Đó, cho một em giày quá chất lượng luôn nha. Đó, em này chất lượng lắm, đẹp, không một lỗi lầm gì luôn đấy các bác.
Đó, đế da khâu rất là xịn sò luôn và đã có chống trơn sẵn rồi ha. Rồi và mã số chốt hàng của em này là C107, size 41 và giá là 1,2 triệu miễn ship luôn các bác nha. Đó, quá đẹp và mới luôn ạ. Rồi và tiếp theo em lên cho các bác một em dề tây công sở nữa ha. Form trơn khá là đơn giản các bác ơi. Đó, da này rất là láng mịn luôn ha. Dày dặn và láng mịn, không hề có một chút lỗi lầm gì ha. Bộ đế thì hầu như cũng còn rất là mới luôn. Size chuẩn là 265cm. Bác nào chân 42 là ok nha. Đó, đến từ thương hiệu Cung Cang của Hàn Quốc các bác nha. Đó, form thon, dáng rất là đơn giản, da rất là mềm nha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là C105, size 42. Và shop em đang bán với giá là 550k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi và tiếp tục em lên cho các bác một mẫu tiếp theo, đó là một em Duffer đến từ thương hiệu Bali nha. Dòng này là da của em này, da hạt các bác này rất là dày dặn luôn ha. Mềm nữa ha, rất là mềm. Da bò hạt khá là mềm, màu này màu vàng bò lên rất là sáng chân luôn. Lên quần rất là sang các bác nha. Bộ đế của em này trời ơi đã có chống trơn sẵn rồi ha. Đế này đế da ring của em nó luôn. Size chuẩn. Ồ, chỗ này là đế của em nó là đế khâu hết rồi các bác nha. Đó, khâu lấp rảnh không thấy chỉ luôn này. Và em này thì size chuẩn nó là size 40 ạ. Form rất là gọn luôn. Đến từ thương hiệu Bali. Đó, bên trong có dập thương hiệu Bali. Made in Italy và size số thông code đầy đủ ha. Size chuẩn là size 40 các bác nha. Da hạt rất là dày này các bác. Đó, dòng này mua mới cũng 17 18 triệu rồi các bác ơi. Đó, hôm nay shop em bán giá trị ân hàng si. Rất là rẻ luôn. Chỉ 1,3 triệu thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em nha. Mã số chốt hàng là C111 size 40. Và shop em đang bán với giá là 1,3 triệu miễn ship luôn nha. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo cho em nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em dề tây công sở, thiết kế của em nó là da bò trơn và phối da bò đan ha. Đây, da đan của em này rất là dày dặn luôn nè, từng cái thớ rất là dày dặn, không hề có một lỗi hay là lòi gì, chỉ da luôn đâu. Rất là dày dặn và từng đường kim mũi chỉ không hề có một chút lỗi lầm gì ha. Đó, chỗ này là da trơn nè, đế của em này còn rất là mới, chưa mòn luôn các bác. Bộ đế của em nói cũng còn rất là đẹp luôn. Đó, thường thường là lớp này sẽ rất là mòn, nhưng em này chắc là mới chạm đất 1-2 lần thôi, cho nên mà còn rất là mới luôn. Em này được sản xuất tại Made in Brazil nha. Và size chuẩn của em là size 39 thôi. Size 39 thôi các bác nha. Và bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu logo bên trong đầy đủ ha. Da rất là dày dặn, form rất là đứng form này các bác. Rất là đứng form luôn ha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là C110 size 39. Và shop em đang bán với giá là 600k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em giày tây công sở nữa ha. Thiết kế của em này đó là da mài. Da mài này. Đó, nhưng mà da kiểu như thấu thin luôn các bác này. Thấy cũng trong luôn ha. Rất là thoáng chân luôn. Đục lỗ rất thoáng chân. Da này là da mài, các bác chỉ cần vệ sinh bằng cách giặt nước thôi ha, không cần đánh xi. Đó, giờ này rất là xịn sò luôn. Bộ đế của em thì bộ đế da và đã được khâu gút ria, rất là xịn sò luôn. Và chuẩn size là 43 các bác nha. Size 43. Bên trong của em thì có dập thương hiệu logo. Đó, thương hiệu này là thương hiệu nổi tiếng của Paris, của Pháp này các bác. Nhưng mà em này thì được sản xuất tại Made in Italy ha. Đó, rất là đẹp cho một em. Màu này là một kiểu như màu xanh nha các bác. Xanh than nha, màu xanh than. Đây, da nhưng mà da mài rất là thoáng chân, đục lỗ ha. Đó, màu xanh than rất là đẹp luôn. Và size chuẩn của em đó là size 43. Và mã số chốt hàng của em này đó là C116 size 43. Shop em đang bán với giá là 700k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em Mocha đến từ thương hiệu Reroma của Pháp ha. Đó, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Pháp rồi các bác ơi. Da của em nó là da bò hạt, khá là dày dặn luôn ha. Bộ đế của em này thì được thiết kế bằng một bộ đế âm có dập thương hiệu Reroma. Đó, dòng này thì rất là tiện lợi cho những bác nào mà hay chạy xe ô tô nha. Rất là tiện lợi luôn đấy.
Và em này thì size chuẩn là size 39 các bác nha. Và mã số chốt hàng của em này đó là C120 size 39. Và shop em đang bán với giá là 750k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em với mã chốt hàng là C120 nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày lười nữa ha. Em này thì đến từ thương hiệu, một thương hiệu Modici, một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng nha các bác. Dòng này mua mới cũng mắc lắm các bác ơi. Mà thương hiệu này bây giờ là không có giày luôn. Đó, Modici bây giờ họ chỉ sản xuất mắc kính thôi, không có giày luôn đấy. Đây bên trong của em thì có dập thương hiệu Modici luôn. Đó, cái hình hai chiếc giày chỉ đó, rất là xịn sò ha. Made in Italy. Và em này form rất là gọn luôn các bác ơi. Em này là em chưa đánh xi nè, đánh xi lên nữa là ok ha. Bộ đế của em nó được thiết kế bằng một bộ đế da, rất là xịn sò luôn nha các bác. Và size chuẩn của em đó là size 40.5. Mã số chất hàng của em đó là C108 size 40.5. Và shop em đang chi ân với giá là 900k cho em Modici này các bác nha. Đó, Modici thương hiệu cũng khá là nổi tiếng rồi các bác ơi. Đó, nếu các bác dành hàng hiệu thì thương hiệu này các bác đều biết rồi. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo. Em sẽ lên cho các bác một em giày bốt ha. Bốt này là bốt cổ lửng dạng chuka bót nha. Đó, thiết kế của em này thì phối 2-3 màu luôn. Mặt trước của em này là da cá sấu nè, chỗ này là vải bố ha. Còn xung quanh chỗ này là màu vàng là da bò các bác ơi. Đây xung quanh này là da cá sấu ha, phối vải nè, chỗ này là da bò màu vàng ha. Và bộ đế của em thì được thiết kế bằng một bộ đế da, đế da và đã được khâu rất là chắc chắn rồi, có chống trơn sẵn luôn rồi ha. Size chuẩn là 42, đế da. Đó, form dáng rất là gọn luôn ha. Rồi, mã số chốt hàng của em này đó là C112 size 42. Và shop em đang bán với giá là 700k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì có thể chụp màn hình gửi qua Zalo cho em hoặc là gọi trực tiếp cho em nha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em loafer. Em này thì form dáng cũng khá là bụi bặm nha. Tại vì xung quanh của em này thì thiết kế là da lộn ha. Mặt trước của em này là da bò, kiểu như dập vân giống như vân da kỳ đà các bác. Đó, khóa mòn tráp bên này, sự biểu tượng hình bóng lúa rất là đẹp luôn nè. Và size chuẩn của em đó là size 41 các bác nha. Form rất là gọn luôn. Đó, form thon gọn. Đế thì đế thấp nha. Đế này chừng 1,5 phân thôi. Và đế của em này là đế da và đã có chống trơn sẵn rồi ha. Đó, chống trơn này là chống trơn jean của em nó luôn. Và bên trong của em thì có dập thương hiệu M, em đọc không rõ thôi. Đó, thông số đầy đủ, lót da rất là đẹp ha. Size chuẩn là 41 nha các bác. Da rất là đẹp luôn nè, full màu cùng tông màu luôn. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là C106 ạ. C106 size 41 và shop em đang bán với giá là 700k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em nha. Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em ha.